toàn cảnh tiến độ xây dựng tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh tuyến bến Thành Suối Tiên được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2012 với 4 gói thầu chính. Hiện tiến độ thi công tuyến metro số 1 đã đạt hơn 74% và phấn đấu đạt 85% trong năm 2020. Cụ thể, gói thầu CB1A đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà Hát thành phố đạt 72,8%. Gói thầu CB1B đoạn ngầm từ ga Nhà Hát thành phố đến ga Ba Son lũy kế khối lượng thực hiện đạt 85,9%. Gói thầu CB2 đoạn trên cao vào đi bót khối lượng thực hiện đạt 84,99% và gói thầu CB3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng đạt 58,4%. Mới là một nửa đường hầm kể từ Nhà Hát thành phố về Ba Son. Còn 500m từ giữa đường hầm về bên Ba Son thì sẽ thi công trong tháng 9 đến tháng 10 là sẽ hoàn thành. Hiện tại thì mình đã lắp thép, lắp ray, lắp slipper và còn một thao tác cuối cùng đó là đổ bê tông. Sau khi đổ bê tông thì sẽ hoàn thành gọi là công tác đường ray. Bê tông sẽ đổ phát đầu tiên vào 18 tháng 8 này. Và cứ mỗi 100m là một lượt lượt đổ. Thì cứ 2 ngày là sẽ đổ một lần. Thì khoảng 15 tháng 8 thì đổ xong B4 và 15 ngày tiếp theo sẽ đổ xong B2. Hiện ga Nhà Hát thành phố đang được lắp ray, lắp đặt khung đường ray đến một nửa hầm phía đông. Công tác lắp ray được nhà thầu Hitachi cùng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị giám sát và thực hiện rất chặt chẽ. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, các công tác chuẩn bị cho việc vận hành kỹ thuật đang được Ban Quản lý và các nhà thầu tiến hành khẩn trương thi công như nhà ga đón khách, khu bảo dưỡng tàu, khu rửa tàu và nhà điều hành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, các chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án Metro số 1 vẫn chưa được nhập cảnh, khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng. Số chuyên gia chưa được nhập cảnh thuộc nhà thầu Hitachi thực hiện nhiều hạng mục quan trọng của gói thầu CB3 như cơ điện, đường ray, đầu máy toa xe, thiết bị bảo dưỡng của tuyến Metro số 1. Phía Ban Quản lý Đường sắt đánh giá việc chuyên gia nước ngoài làm việc ở gói thầu CB3 không được nhập cảnh đã ảnh hưởng rất lớn tới dự án khi không thể đưa đoàn tàu Metro đầu tiên về nước chạy thử vào quý 3 năm nay như dự kiến. Tuyến Metro số 1 dài gần 20 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm với tổng mức đầu tư hơn 43.757 tỷ đồng. Tuyến có tổng cộng 14 nhà ga, 11 nhà ga trên cao và 3 ga ngầm, bắt đầu đi từ đi bót Long Bình và kết thúc ở Bến Thành. Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 74,4% khối lượng công việc, phấn đấu cuối năm đạt 85% và mục tiêu đưa vào khai thác cuối năm 2021.